Trong tập 178, Ashi đã thành công chia cắt Hira và Ali bằng cách tác động lên tâm lý của Ali. Và Ashi từng bước thực hiện các âm mưu thành công mỹ mãn như thế nào, chúng ta cùng xem nhé. Ali khoe với Ashi: "Hôm qua, chú Ohun đã làm cho dì Hira ngạc nhiên. Sẽ sớm thôi, dì Hira sẽ nhớ mọi thứ. Nhưng con không muốn chờ đợi chút nào." "Con không nên hy vọng quá nhiều. Tất cả chúng ta đều muốn Hira nhớ lại quá khứ, nhưng Hira vẫn không có tiến triển gì." Sau khi Ali bị Ashi nhồi sọ cho thật buồn bã, Ali không muốn ăn sáng. Ashi chuyển qua tác động Hira: "Nếu bạn có thời gian, chúng ta nói chuyện một chút nha." Giờ Ali có tâm trạng không tốt. Thậm chí sáng nay Ali còn không muốn ăn sáng. Liệu Ali có gặp rắc rối gì ở trường không? Tâm trí của Ali luôn hướng về bạn. Ali sợ bạn không nhớ về quá khứ. "Nhưng mà tôi cảm thấy Ali luôn ổn và hạnh phúc mà." "Vì Ali không muốn làm bạn buồn. Anh ấy chững chạc so với lứa tuổi của mình. Bạn biết Ali rất chu đáo. Ali rất đặc biệt với bạn. Tôi lo là nếu sự thất vọng của Ali cứ tiếp diễn, Ali sẽ không nói chuyện và sẽ trở nên im lặng như trước. Tôi làm bạn buồn, ước gì tôi không nói với bạn." "Không đâu, tôi được biết điều này thì tốt hơn. Sống trong biệt thự này mà không nhớ điều gì hết, thật khó quá đi." "Nếu tôi là bạn thì tôi không làm được, bạn thật mạnh mẽ." "Tôi đang cố gắng làm hết sức mình. Ohun không bao giờ để tôi một mình, anh ấy luôn hỗ trợ tôi." "Vậy ngoài việc chờ đợi thì bạn không làm gì khác à? Một phương pháp điều trị khác chẳng hạn?" "Bác sĩ sử dụng sốc điện, nhưng cô ấy nói sẽ có rủi ro lớn nên cô ấy không khuyến khích điều đó." "À, tôi có nghe về phương pháp đó, rủi ro đó có quan trọng không?" "Là tôi thì tôi sẽ thử bằng mọi cách, vì chờ đợi là đau khổ hơn nhiều." Qua cảnh, trợ lý của Nusa chào hỏi và hỏi thăm Kenan về Nep. Kenan rủ cô ấy vào ăn sáng. Cô không quên nhắc rủ Nusa: "Kenan rủ chúng ta qua ăn sáng, anh ấy rủ nhiệt tình lắm." "Tôi không đi đâu, bạn đi một mình đi." "Sao Kenan nhắc đến bạn? Bữa sáng của chúng ta không phù hợp với quý cô đâu." Nghe vậy Nusa kích động, cô quyết định đi cho bỏ ghét. "Anh ấy nói kiểu vậy á, để tôi xem." Hai con người không ưa nhau lại gặp nhau. "Cô đem kem đến cho con nè." "Công chúa của tôi không được ăn kem khi bụng đói." Sau khi ăn cơm, Nep được ăn kem. "Con cảm ơn cô Nusa rất nhiều. Cô đã giấu cây chổi của mình ở đâu vậy?" "Tôi buồn cười không tả mọi người ạ. Chổi á? Bố con nói cô đã giấu cây chổi đi rồi." Nhìn Kenan mà Nusa tức á, hai con người ấy bắt đầu tranh cãi nhau. Các trợ lý được xem một màn đấu khẩu thú vị. Qua cảnh, Hira đến thuyết phục Ali ăn sáng. "Con ăn sáng nhé. Ăn bánh mì, ăn bánh crepe với sô-cô-la nha." Ali buồn không muốn nói chuyện với Hira. "Vậy con muốn gì hãy nói với dì." "Con muốn dì mau chóng hồi phục." Thấy Hira buồn bã trở ra, Ashi thấy mình chiến thắng 1-0 rồi nên nói tiếp. "Giáo viên của Ali cũng lo lắng đó. Anh ấy không phải lúc nào cũng chơi với bạn bè, ngồi một mình trong góc. Anh ấy nói anh ấy buồn vì bạn không nhớ gì. Chúng ta đừng nói cho ai biết về tình hình của Ali nha. Nếu chúng ta không tiếp cận Ali, tình hình sẽ tệ hơn." Hira đã bị thuyết phục bởi những lời nói của Ashi, cùng sự buồn bã của Ali. Hira quyết định đến phòng Ohun để xin được điều trị. "Em ổn chứ?" "Em muốn nói chuyện với anh. Em biết rủi ro, nhưng em muốn thử phương pháp sốc điện." "Anh đã nói với bác sĩ, vấn đề sốc điện quá nguy hiểm cho em. Vì thế em đừng nhắc lại chủ đề này nữa. Không cần phải mạo hiểm như vậy, đừng suy nghĩ về nó nữa. Càng lo lắng em càng tạo áp lực cho chính mình." "Nhưng trí nhớ của em không quay lại thì sao?" "Tiếp tục sống với nơi chúng ta dừng lại và nhớ." Hira thất vọng ra khỏi phòng. "Ra bạn ổn chứ? Tôi đề nghị thử sốc điện nhưng anh ấy không đồng ý." "Chắc anh ấy cũng đang lo lắng. Tôi đã tìm được một phòng khám tốt để điều trị bằng phương pháp sốc điện. Mọi người rất đánh giá cao nơi đây. Tất cả chúng ta đều mong bạn ổn. Tôi hy vọng Ohun đồng ý cho bạn thử." Ohun vào phòng để thay đồ chuẩn bị đi đấu thầu. Thấy Hira không ổn, anh hủy luôn gói thầu để ở cạnh Hira. Bà FIFA vào kiếm Ohun: "Tại sao con không tham gia đấu thầu? Tại sao con không nghe điện thoại?" "Con đã chỉ đạo tổng giám đốc đấu thầu. Mẹ không cần phải căng thẳng vậy đâu. Hơn nữa con nghĩ có vấn đề quan trọng hơn là đấu thầu." "Nó là vấn đề quan trọng mà con lại giao cho người khác. Nếu không được nhận thầu, rắc rối sẽ đến." "Con ở cạnh vợ con, không mong mẹ hiểu điều này. Con đã suy nghĩ thấu đáo mọi thứ." "Con đã làm gì trong biệt thự này nếu không làm việc? Cuộc đấu thầu rất quan trọng, bỏ bê việc như thế." Ohun ngắt lời mẹ mình: "Xong rồi, mẹ không có phải lo. Mẹ hy vọng con sẽ không hối tiếc." Bà FIFA giận dữ vì cuộc đấu thầu. Hira đã giật mình nghe: "Đã có người trả giá cao hơn và nhận gói thầu thì làm sao? Mẹ đã nói với con nhưng con phớt lờ. Làm thế nào bây giờ? Trò chơi trí nhớ này kéo dài bao lâu?" "Đây không phải lúc." Hết tập 178. Sang Trailer 179, nhận thấy mình gây ra bao nhiêu tổn thất cho Ohun, buồn bã cho Ali. Hira đã quyết định gọi cho phòng khám Ashi giới thiệu để đặt lịch điều trị. Tuy nhiên, khi Ohun bước vào phòng, Hira đã giật mình và cúp máy. Hira sẽ giấu Ohun hay thổ lộ về việc mình sẽ đi trị liệu?
Thấy hay thì cho mình like và đăng ký kênh nhé mọi người. Cảnh cuối trailer cho thấy Hira đang đi đâu đó, còn Ashi thì đang mong chờ sự trở về của Hira là thành một người thực vật. Cùng đón Ashi sẽ có cơ hội thực hiện âm mưu của mình hay không? Tương lai của Hira và Ohun sẽ ra sao? Bà Perihon sau thời gian giả điên giả khùng đã trở lại, bà và Ashi có hợp lực với nhau không?